Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm của chúng tôi. Điểm đến lần này của chúng tôi đó là đảo Quan Lạn, một xã thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Xã nằm trọn trên đảo Quan Lạn, nằm trên vịnh Bái Tử Long của miền Bắc Việt Nam. Các bạn hãy xem cái hành trình của chúng tôi. Thuyền ơi, cái ảnh hoa tường vi của tôi nó cho lên trang của nó rồi. À, anh chị ơi, em gửi anh chị tư bóng mình ăn xong mình bỏ giúp em và sắp bóng giúp em mình. Rồi đây thấy nhiều lắm. Dạ vâng, nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý đoàn, quý cô chú, các anh các chị có mặt trong ngày hôm nay tham gia chương trình du lịch Hà Nội đảo Quan Lạn Quảng Ninh Hà Nội 3 ngày 2 đêm do công ty du lịch Hà Nội Etoco tổ chức ạ. Vâng, hôm nay thì trên xe của chúng ta thì rất vinh dự cho công ty du lịch Hà Nội Etoco được chào đón toàn thể 16 thành viên đến từ hai nhóm khách hàng tham gia trong chương trình ngày du lịch ngày hôm nay. Thưa các anh chị, nhắc tới đảo Quan Lạn thì quả thật là đảo Quan Lạn cũng là một trong những đảo có thể nói là đến thời điểm này vẫn là người ta gọi là nàng tiên ngủ và giữ biển cả. Bởi vì sao? Ở đây cảnh vật vẫn tương đối là hoang sơ. Mặc dù là Quan Lạn là du lịch phát triển khá là lâu rồi, tức là vào những năm 2000 là du lịch ở đây bắt đầu là đã làm manh nha phát triển rồi. Thế nhưng mà vì cái điều kiện là đi lại không thuận tiện, rồi điện lưới quốc gia ra đây thì chưa có, nên là gần như ở đây là người ta phát triển du lịch mang tính chất là tự phát, tức là các gia đình người ta tự gọi là ở những thời điểm đầu thì ở đây chỉ có gọi là hai cái khu du lịch, một là của Vân Hải Xanh nằm ở giữa đảo, tức là nằm ở giữa hai xã đảo là Minh Châu và Quan Lạn, cách Quan Lạn khoảng 8 cây, và chỗ đó có một cái bãi biển khá là đẹp. Theo cảm nhận riêng của anh Thắng, đó chính là gọi là khu vực bãi Sơn Hào. Đến cầu Bạch Đằng là mới là hết cao tốc. Chúng tôi đi trên cái đoạn đi theo cái đường là cao tốc Hải Phòng Quảng Ninh đấy. Đến cao tốc, thế là xe mình bây giờ là rẽ rồi ạ? Không, mình đi thẳng. Báo cáo với anh chị là Việt Nam chúng ta rất là tự hào. Đây là cái cầu thứ hai của Việt Nam chúng ta và rất là được xây dựng từ cái nguồn lực, vật lực, con người, bản vẽ, thi công thiết kế đều hoàn toàn là người Việt Nam chúng ta làm. Đây là cái cầu thứ hai. Cái cầu đầu tiên thì chắc anh chị ở Hà Nội chúng ta đều biết đó là cầu Trương Dương đúng không ạ? Cầu Trương Dương cũng là hoàn toàn do người Việt Nam chúng ta làm và thiết kế, thi công và làm chủ cây cây cầu. Và đây là cây cầu thứ hai của Việt Nam chúng ta. Đây là gọi là cây cầu, cầu này người ta gọi là cầu Bạch Đằng. Cầu này gọi là cầu Bạch Đằng. Cầu Bạch Đằng thì là bắc qua sông Bạch Đằng. Sông Bạch Đằng thì thưa anh chị là bây giờ sông Bạch Đằng thì nó kia độ dài của sông Bạch Đằng ra chỉ khoảng tầm trên dưới 30 cây số thôi, tổng chiều dài. Nhưng có thể nói đây là cái cây cầu mà đây là cái con sông mà có thể nó gọi là mồ thôn của quân phương Bắc. Bởi vì chính trên cái dòng sông Bạch Đằng này là chúng ta đã 3 lần kháng chiến thành công chống quân xâm lược phương Bắc. Đó là nếu giữ cái cầu Bạch Đằng này thì biểu tượng của 3 chữ H kết nối giữa 3 vùng kinh tế của trọng điểm của miền Bắc, Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long đấy ạ. Mình đang đi tại đây gọi là cái cao tốc này, người ta gọi là cao tốc Hà Nội, cao tốc gọi là Hải Phòng Hạ Long, chính là cái đoạn này. Và đoạn thiết kế sẽ là chính là nó đấy. Dạ. Ở VinFast thì bên tay phải mình là đi cái cầu vượt biển. Cái lối đi ra cái cầu vượt biển. Thì các bà, các anh chị nhìn lỗi không cái đường cầu vượt biển đấy. Người mua cái nhá. Vâng, chúng tôi đang đi trên cây cầu Bạch Đằng vượt biển nối liền giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Chiều dài của cây cầu này là 3,5 km đấy ạ. Vâng, bắt đầu từ đây là địa phận Quảng Ninh. Nhắc tới Quảng Ninh thì anh chị là người Quảng Ninh người ta tự hào nhiều cái lắm. Quảng Ninh là cũng là đấy, như em nói là cũng là đầu tàu kinh tế của miền Bắc, một trong 3 đầu tàu kinh tế. Còn hiện tại ngày nay là Quảng Ninh được mệnh danh là cái tên gọi là tỉnh có cổng tỉnh to nhất ở Việt Nam. Nếu mà chúng ta đi theo đường quốc lộ 18, coi như là vượt biển đấy, vì trước là biển trong này nó là gọi là cái cầu vượt đấy thôi. Nhưng mà thân chỗ này nó vẫn là thuộc về vùng biển của vịnh Bái Tử Long. Từ đây Vân Đồn
bây giờ xe là chúng ta bắt đầu là di chuyển vào đây là huyện Vân Đồn ạ, một khu đặc chính của tỉnh Quảng Ninh. Vâng, thưa các chị, từ đây vào tới cảng Cái Rồng ạ thì cũng chỉ còn ít phút nữa thôi. Thì em Thắng sẽ xin phép lưu ý là bây giờ là 10 giờ 12, mình vào đó khoảng tầm 10 giờ 20 phút. Thì khi vào đến nơi thì đoàn chúng ta, các anh chị lưu ý chúng em là hôm nay là ngày cuối tuần. Cảng mới cách đây mấy trăm mét bên tay phải đường. Mình đi cảng bên này. Dạ vâng, đây mình sẽ đi cảng bên phải. Các anh chị đi ra khỏi ngã ba này là các anh chị sẽ nhìn thấy. Đây là cảng Cái Rồng cũ. Trước chị đi cô tô đi cảng này. Đúng rồi, mình sẽ đi cảng này. Đây là cảng cũ. Cảng này giờ chị người ta chỉ nhường lại cho dân đánh bắt thôi. Đúng rồi. Ở đây có biển tắm được không? Dạ. Ở đây là có bãi dài. Ở khu Vân Đồn này thì có một khu du lịch này, gọi là khu du lịch bãi dài. Trước kia thì gọi là trước kia nhưng khoảng tầm 7 đến 8 năm về trước thì khi mà du lịch của Cô Tô Quán Lạn chưa phát triển thì khu du lịch bãi dài này là một cái khu có thể nói là đắc địa về phát triển, tức là vào các dịp cuối tuần ấy là dân ở xung quanh đây chứ chưa cần nói là nơi khác đến, người ta sẽ dồn về cái bãi dài này thì để người ta tắm biển cũng như ăn đồ hải sản. Nhưng bây giờ thì khi du lịch phát triển, bây giờ thì xe sẽ vào đến sát nút có thể, xong chúng ta sẽ di chuyển thẳng vào đi đường trước mặt vào trong cảng anh chị nhé. Anh chị di chuyển theo em Thắng ạ. Không, chị nhìn thế thôi chứ mình đi từ đây nữa. Chúng tôi đang đi xuống tàu cao tốc để đi ra đảo Quan Lạn đấy ạ. Thời gian để tàu chạy từ Vân Đồn đến Quan Lạn là khoảng 45 phút. Là 11 giờ trưa nên là thời tiết khá là nắng. Đang hành trình lên tàu cao tốc để đi Quan Lạn đây. Đi vào đây, hàng của tướng bên này. Của cái đồng chí áo màu vàng kìa, có áo xe trắng màu vàng anh chị nhé. Đâu? Đây áo vàng. Chúng tôi đã cập bến tới đảo Quan Lạn rồi xe đây. Xe nào? Bên trên là xe nào? Xe màu trắng. Rời tàu cái là chúng tôi lên xe điện để về khách sạn luôn. Đường chính trên đảo rất là thẳng tắp luôn đấy ạ. Các bạn có thể nhìn thấy hai bên đường là hàng thông cực đẹp. Nếu các bạn có thể dừng lại một chút, chỉ cần đứng giữa đường và tạo dáng tự nhiên để chụp ảnh thì các bạn sẽ có một bức ảnh rất là đẹp như trời Âu luôn. Trên đảo không đông dân cư nên là trục đường chính khá là vắng vẻ. Của chúng tôi đã rẽ vào khu vực dân cư và đi vào cái khu khách sạn mà chúng tôi nghỉ ngơi. Rất nhiều phút rồi.
Vâng, chúng tôi đã đến khách sạn của chúng tôi. Đến nơi rồi, ăn xong mới về nhận phòng. Phòng ở trên này luôn mà. Khách sạn ở đây thì phục vụ ăn uống luôn, nên là chúng tôi sắp xếp hành lý để ăn trưa luôn và nghỉ ngơi. Thống nhất chiều 3 giờ chúng tôi bắt đầu lên xe điện để khám phá đảo. Điểm khám phá đảo đầu tiên cho buổi chiều là tham quan đồng cỏ và đồi cát pha lê ở Minh Châu. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì đây là một khu cồn cát nằm giữa đảo Quan Lạn. Trên đường đi từ xã Quan Lạn sang Minh Châu thì sẽ đi qua khu vực này và khu đồi cát trắng. Người ta gọi đó là bãi cỏ châu Âu ấy, nằm bên phải hướng từ Quan Lạn đi. Đây là khu đồng cỏ đấy ạ. Nếu thoáng nhìn các bạn sẽ nhận thấy đây là khu vực chụp hình cực đẹp. Bạn nên đi sâu vào bên trong cồn cát, nếu có flycam thì sẽ có những bức hình đẹp tuyệt vời luôn. Ôi, ăn chơi thế. Tham quan xong đồng cỏ, chúng tôi lại tiếp tục lên xe điện ra thẳng bãi biển Minh Châu. Đường đi rất là thẳng, hai bên đều là cái hàng thông rất là đẹp. Nói đến bãi biển Minh Châu thì nói đến cái cảm giác rất là khó tả các bạn ạ. Một vùng biển đúng tính chất vùng trời bình yên. Biển ở đây gần như không có sóng, không ồn ào, bờ cát thì trắng mịn như tâm tư của một người thích sống nội tâm đấy ạ. Chúng tôi đã đến bãi biển Minh Châu rồi. Dừng gì? Vâng, bây giờ mình đã đến nơi, xem hỏi là nhà mình các chị muốn ở đây tới mấy giờ ạ? Đây là bãi biển Minh Châu. Chúng tôi tắm biển xong chúng tôi lại lên xe về khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc ngày đầu tiên trên đảo. Sáng ngày mai mình sẽ đi bãi Quan Lạn. Còn chiều ngày mai, sáng ngày mai nếu mà nhà mình thống nhất thì ta sẽ đi ao gió xong về đi tắm luôn. Lại không tắm nữa hả? Anh chị ấy, tức là như này nhé, trong chương trình của nhà mình ấy là em đều bố trí là mình sẽ có một buổi nào cũng có đi tắm. Còn tắm hay không là do nhà mình. Đó. Thì thế em mới đang nói là sáng sớm hôm sau chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng để đi eo gió. Eo gió cách Quan Lạn 10 km, nên chúng tôi phải di chuyển 20 phút bằng xe điện tới chân đồi, rồi lại leo bộ thêm 600 mét nữa để chinh phục eo gió. Nhắc đến eo gió, hầu hết chúng ta đều mặc định phải là kỳ co eo gió với xứng danh điểm đón bình minh đẹp nhất Việt Nam, với dạng núi đá cao uốn cong ôm trọn vùng biển Quy Nhơn kỳ vĩ. Mà chúng ta quên đi đất Bắc, chúng ta cũng có một eo gió chẳng thua kém gì danh thắng biển miền Trung cả. Mình đang nhắc đến eo gió Quan Lạn. Lựa chọn khám phá Quan Lạn là bạn lựa chọn sự trải nghiệm, chọn làm bạn với sự bình yên của tâm hồn, một nơi không có sự chen lấn xô bồ của dịch vụ du lịch. Chúng tôi đi từ sáng sớm nên là trời vẫn còn hơi tối. Eo gió này cũng giống Quy Nhơn thế này. Eo gió Quan Lạn là một đỉnh núi hướng thẳng ra biển. Chúng tôi phải vượt qua đoạn rừng và leo lên đỉnh núi eo gió để có thể ngắm toàn cảnh hùng vĩ của thiên nhiên hoang sơ. Lối đi lúc thì lên dốc, lúc lại thoai thoải xuống là những con đường đầy đá và đất lở sót lại của những cơn bão, rất dễ gây trơn trượt. Bởi vậy, các bạn nếu đi eo gió thì nhớ mang giày thể thao có độ ma sát tốt nhé. Đặt chân lên eo gió Quan Lạn là cả một khoảng không vô tận. Nước biển xanh ngắt, hơi biển mặn được cảm nhận qua làn gió. Men theo lối đường mòn ra eo gió, xuyên qua một cánh rừng nhỏ dẫn ra biển là những chùm hoa sim trổ bông tím ngắt trên những triền đồi trên cao. Eo gió Quan Lạn là một khung cảnh vô cùng bình yên và hoang sơ. Những vách đá cao dựng lên sừng sững ôm trọn một vòng tạo thành eo biển hút gió. Mọi lần là nếu như không có mây thì nó sẽ từ kia. Chị nhìn thấy mấp mé từ mép nước luôn. Thì thực tế kia là mặt trời rồi, mình nhìn thấy kia rồi mà.
nó từ mấp mé, từ mép nước mấp mé lên, chỉ tích tắc trong vòng 4 đến 5 giây thôi. Các phóng viên chuẩn bị ra các vị trí phân loại tác nghiệp đi. Lên hẳn lên kia đi. Đoạn làm phim này rồi. Lên hẳn lên trên này này. Chỗ này nhà mình đi hết sức cẩn thận cho em nhá. Ở đây nhiều mua nhiều sim nhỉ. Các bạn thấy không? Khung cảnh rất là thanh bình. Đứng trên đỉnh Eo Gió ngắm trọn biển Quảng Ninh, dòng nước xanh ngọc không thua kém gì biển miền Trung và miền Nam Việt Nam. Quả táo phải tươi cơ. Tươi nó mọng này này, ngon lắm. Cho nhé em quá. Có mặn mặn nhá. Vâng, tham quan xong, tụi anh Eo Gió xong là cũng là lúc mặt trời lên cao. Phải có mặt xong là tắm đến 6 rưỡi. Cái giờ về thì chị về lúc nào cũng được, nhưng mà cái giờ đi thì cố gắng là giờ 4 giờ chuẩn giúp em. Chiều nay đi biển nào em? Chiều nay thì mình đi biển Ngọc ạ. Chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình vào buổi chiều. Buổi chiều chúng tôi là tham quan biển Ngọc. Nhảy mới sướng. Không thích rồi, nó phải có sóng cơ. Biển không có sóng khác gì ạ. Và đây là toàn cảnh của bãi cảng tắm biển Ngọc đấy ạ. Tôi được biết thì biển Ngọc này rất là đẹp, đẹp nhất trên đảo Quan Lạn đấy ạ. Nếu đi du lịch mà chúng ta chưa vào biển Ngọc này thì quả là thật là đáng tiếc. Biển Ngọc này có một cái vẻ đẹp rất là hoang sơ, như chưa có dấu chân người vậy. Cơn hào với bãi trắng dài mịn, nước thì rất là trong xanh, những cơn sóng vỗ thì rào êm dịu, những cơn gió nhẹ nhàng từ biển thổi vào nhẹ nhẹ, cái nắng dịu dàng của mùa hè nhưng không chói chang, tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng dành cho du khách đến Quan Lạn ạ. Buổi chiều mà các bạn được cùng với người thân của mình, bạn bè của mình đến tắm mát, thả mình dưới làn nước trong xanh mát mẻ, hay cùng nhau dạo chơi trên cát, ngắm nhìn những em bé tung tăng nôi đùa sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác như rất là thư thái, yên bình, lãng mạn, quên đi cái ồn ào đông đúc của nơi thành thị. Dạo mát tắm biển xong, chúng tôi lại lên xe điện về khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc ngày thứ hai trên đảo. Đó, xong mình quay về bãi tắm khoảng 6 giờ, mình tắm khoảng 7 rưỡi 8 giờ là bắt đầu mình về ăn sáng. Ăn sáng xong đi đâu? Ăn sáng xong nghỉ ngơi ạ. Mỗi ăn sáng này phải ngay đồng vỏ để chụp ảnh tiếp. Chỉ xem các chị em đi mà đi mà tắm tiên hả? Xong này có một bài ăn tiên. Ăn đấy cho chị vào đấy. Tôi dậy sớm ra chợ mua ít hải sản về làm quà, một số thì ra biển Quan Lạn tắm để thưởng thức nốt cái không khí trong lành và mát mẻ của đảo. Sau đó chúng tôi quay về khách sạn ăn sáng, nghỉ ngơi, sắp đồ. 11 giờ trưa, chúng tôi ăn trưa sớm rồi trả phòng, trở về với đất liền, kết thúc 3 ngày du lịch. Và bây giờ chúng tôi đang trên đường ra đảo đấy. Chúng tôi về rồi mà vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh người dân cũng như vẻ đẹp hoang sơ của đảo.
và chúng tôi hứa hẹn một ngày không xa chúng tôi sẽ quay trở lại nơi này. Đấy, xuống để tạm biệt đảo Quan Lạn. Xuống tàu cao tốc để trở về với đất liền đấy ạ. Trở về với đất liền, trở về với cuộc sống ồn ào và náo nhiệt. Kết thúc 3 ngày du lịch Quan Lạn, Minh Châu. Giờ có muốn đi trả đi được. Đà Nẵng bây giờ